Rồi, xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ nha. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn một cái thông báo của chính phủ ở bên này. Qua cái cuộc hội nghị ngày hôm qua thì đã lên chính thức tất cả các cửa hàng, quán bar, cà phê, nhà hàng, những cái nơi tụ điểm ăn chơi, tụ tập, lễ hội thì sẽ được đóng cửa hết. Và những cái hoạt động về thể thao này chẳng hạn thì sẽ bị lùi về hết, cũng như là những cái cúp bóng đá châu Âu thì cũng lùi ngày hoạt động lại, thì nó sẽ kéo dài cho đến ngày 3 tháng 4. Riêng ở trường học thì sẽ nghỉ cho đến ngày 18 tháng 4, là 20 tháng 4 thì những đứa trẻ mới đi học lại bình thường. Tại vì thông báo đến ngày 3 tháng 4 là nghỉ hết tất cả các trường học, các hoạt động về nhà hàng này kia nọ, nhưng mà siêu thị và thuốc tây thì vẫn mở bình thường. Cho nên các trường học thì nghỉ lâu hơn, tổng cộng là 5 tuần lễ. Đó là một cái phương pháp mà để phòng chống dịch hiệu quả ở bên Mỹ, nhằm ngăn chặn cái dịch nó tràn lan rộng nhanh. Vì thế mà các bậc phụ huynh và những người mà có trẻ em đi học đó các bạn thì sẽ đỡ lo lắng hơn, cũng như là cũng mừng vui vì được ở nhà phòng chống dịch. Rồi có cái một thông tin cũng như các bạn cũng đã có nghe rồi, là Tổng thống Trump cũng đã ký kết là bất kể từ 0 giờ ngày thứ sáu thì cũng ngưng hoạt động giao lưu với biên giới châu Âu, cho nên các chuyến bay sẽ bị hủy và đóng cửa trong vòng 30 ngày. Vì thế mà các nhân viên ở sân bay họ cũng sẽ hưởng lương thất nghiệp trong vòng 30 ngày đó. Rồi cộng thêm nữa là cái khuyến cáo của chính phủ Mỹ là họ yêu cầu những người gia đình nào mà có con nhỏ không được nên gửi cho ông bà để giữ cháu, vì ông bà là những người lớn tuổi có những cái sức đề kháng rất là yếu, cho nên có thể dễ bị ảnh hưởng bởi virus, cho nên không nên giao trẻ cho ông bà giữ. Nếu mà quan trọng lắm thì phải nên đem đến nhà trẻ để các bé ở đó, chứ không nên đưa cho ông bà. Đó là lời khuyến cáo của chính phủ bên này. Và cái vấn đề đó là hiện tại là bên Mỹ cũng đang thiếu cái nhân lực mà hiến máu tự nguyện, tình nguyện đó các bạn. Thì ở bên Mỹ cũng đang thiếu rất là trầm trọng về cái vấn đề dịch đó, cho nên ít người đi. Rồi ngày hôm qua là có một cái chồng của nhỏ bạn mình đi làm về, thì định đi ghé ở những nơi siêu thị, cửa hàng để mua đồ ăn đem về để nấu ăn đó các bạn. Thì cái anh chồng này anh mới ghé những cái siêu thị cửa hàng thường ngày mà như mọi lệ anh này anh đi, thì nó đông người quá cho nên cái anh chờ ngoài anh không có vô được, giống kiểu như là kẹt xe anh vô hoài không được. Anh chờ qua lâu quá anh không mua được gì nên anh quay trở về nhà thì nói với cô vợ là cái ngày hôm nay đi siêu thị không có bình thường như những mọi khi, cho nên anh này rất là lo. Và anh này nói là có thể là trong tuần sau cái công ty của cái anh này sẽ nghỉ làm tại công ty, có nghĩa là các nhân viên phải tự về nhà và làm việc này ở tại nhà chứ không ra công ty nữa đó. Rồi cái vấn đề hiện nay là cũng có thể mình nghĩ là người dân họ tranh thủ đi mua dự trữ thức ăn, cho nên cái vấn đề là đông người quá tải là như vậy, cho nên cũng làm hồi hộp cho những người khác. Trung tâm siêu thị mua sắm là vắng que luôn. Xe can mà trời. Nó ở đi ô đi xe can. Maintenant c'est une feuille qu'elle a, non? Elle en va de mine. Ça ouvre 10h? Ah. Tụi mình đi một hồi buổi sáng cho nên còn sớm. Còn sớm cho nên nó còn vắng à.
nhìn thì thấy hơn, cứ tưởng là cứ sợ sợ cái kia không à. Chị vào một tay. Nhắn que luôn à. Áp he luôn luôn. Nhắn que. Trời ơi. Coi nhìn đây nè. Trời ơi, xích vắng que luôn nè. Không có một người luôn. Không có một người ngồi ăn. À tao, à tao. Rồi coi như là các bạn cũng đã biết thông tin này rồi ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha. Tụi mình đang ở trung tâm mua sắm cho nên cái ngày hôm nay sẽ là một ngày cuối cùng. Kể từ 0 giờ hệ thọ sẽ đóng cửa trung tâm mua sắm cho nên không có đi được. Và tụi mình sẽ dự trữ thức ăn để cho dự trữ trong vòng 5 tuần khi mà tụi nhỏ đang ở nhà. Và chúc các bạn phòng chống dịch hiệu quả và hy vọng rằng cả nước, cả thế giới này sẽ có lại một cái cuộc sống bình an hơn. Hy vọng là như vậy và dịch sẽ qua mau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.